Mến chào quý bà con, cô bác, anh chị và các bạn yêu thích cây dừa bonsai. Trở lại với kênh bonsai dừa Hoàng Linh nha. Hôm nay thì Linh có đến thăm vườn dừa bonsai của anh Khởi mọi người. Sẵn đây mình quay lại một clip ngắn để chia sẻ cho mọi người xem những cái tác phẩm của anh Khởi nha. Đây mọi người, những cái tác phẩm cây bonsai của anh Khởi. Cây nào cũng đẹp hết trơn mọi người. Đây có một cây hai thân nè. Đây tam quan nha mọi người. Đây cây dừa éo rất là đẹp nè. Cây này lá trẻ mọi người. Hai thân luôn. Vườn của anh Khởi rất là nhiều cây đẹp mọi người. Đây sim, ủa cái này là sim đỏ sim hồng ta? Sim hồng. Đây, cái sim hồng to này, lá trẻ trên đây là mấy tác phẩm thành phẩm hết trơn mọi người. Cái này chuẩn bị lên tiểu cảnh. Đó, cây to to này. Bên đây có cây lá trẻ rất là đẹp mọi người. Bên đây có một lô sim hồng được hai lá ba lá rất nhiều mọi người. Cái này anh Khởi đang muốn chia sẻ mọi người, có ai thích sim hồng anh Khởi chia sẻ cho mọi người nha. Mình sẽ để cái số điện thoại của anh Khởi trên màn hình để cho mọi người liên lạc với anh Khởi chia sẻ những cái phôi sim hồng nha mọi người. Rất là nhiều luôn, mấy chục cây luôn. Cái này mọi người mua về là chăm lại là Tết là chơi được nha mọi người. Được hai lá ba lá hết trơn rồi. Dưới một đọt non có cây bốn lá đó mọi người. Rất là nhiều phôi nè. Cái phôi sim hồng nè mọi người. Cái này được bốn lá nè. Cái này mọi người mua về là chăm nó lên cái đọt này ra nữa là chơi được mọi người. Gốc to nè. Cái này cũng được 4 lá nè. Rồi đây là anh Khởi mọi người. Chào các bạn nha. Đây là cái lô sim hồng mình ôm được khoảng tầm 4 đến 5 tháng các bạn. Hiện giờ là 3 4 lá cho nên có cây khoảng 5 6 lá luôn. Cái này là mình mua về là mình lên chậu là Tết mình chơi kịp các bạn. Bạn nào có nhảy muốn chia sẻ là mình có giao lưu luôn các bạn. Rồi các bạn nào có giao lưu thì mình để cái số phone với Zalo của anh Khởi trên màn hình nha. Mọi người liên hệ với anh Khởi chia sẻ mấy phone này về chơi Tết là tuyệt vời luôn mọi người. Anh Khởi cũng là admin của kênh bonsai dừa Minh Khởi nha mọi người. Các bạn nào yêu thích dừa bonsai chắc cũng thấy anh Khởi ở trên YouTube rồi ha. Chào các bạn. Anh Khởi cũng có tham gia cuộc thi trên cuộc thi gì ta? Dừa bonsai bánh tre hả? Của Việt Nam, hội bonsai dừa Việt Nam, hội thi bonsai dừa Việt Nam. Hội thi bonsai sai giờ Việt Nam là anh Khởi là được giải nhất luôn nha mọi người. Để chút xíu mình quay cái cây của anh Khởi đạt giải cho mọi người xem nha. Đây mọi người, cái cây này là anh Khởi đem đi thi trong hội bonsai giờ Việt Nam được giải nhất nè. Bây giờ cái dáng nó cũng rất là còn đẹp luôn mọi người. Cũng cách đây cũng khoảng một năm ha. Mấy tháng rồi đi được tháng 6 giờ cỡ 6 tháng. 6 tháng hơn bây giờ nó vẫn còn rất là đẹp mọi người. Nó vẫn giữ dáng đẹp nha. Đi có 5 lá rồi, bây giờ 10 lá. Đây nè, cái bộ rễ của nó nè, già rất là đẹp. Cái này là dừa éo mà vậy. Ủa sao dừa éo mà gáo bự vậy? Dừa gì?
Vừa vừa ta mình á, ta mày xin đỏ, xin đỏ. Nhưng mà cái thân của nó rất là to rồi, mọi người. Đây nè. Cây này bây giờ là chân là tuyệt vời luôn mọi người. Cái này là anh Khải giao lưu luôn nha. Anh em nào thích, quý vị nào thích thì liên hệ với anh Khải nha. Cái này mọi người đem về chưng trước nhà, chưng trong cái phòng khách mà cũng được đó mọi người, cũng rất là đẹp luôn. À, một cặp luôn ha. Một cặp luôn mọi người. Đó. Cô chú anh chị nào thích lụm luôn hai cái cặp, hai cái trái này là một cặp về chưng đẹp luôn. Chưng Tết đón tài lộc luôn. Lá trẻ hết nha mọi người, gốc to. Cây bên đây là gãy rất là nhiều luôn nè. Đó, đẹp chưa? Để nó già giờ mình gọi làm đã tay. Gãy này là tuyệt vời luôn mọi người. Không sợ bị dập luôn. Đây còn một lô rất là nhiều mọi người. Lô này anh Khải cũng giao lưu luôn nha mọi người. Lô này thành phẩm hết trơn rồi. Dáng đẹp đẹp không nè, toàn là cây đẹp thôi mọi người. Cô chú anh chị nào thích thì cứ liên hệ với anh Khải nha, mình sẽ để cái số phone của anh Khải ở trên màn hình để cho mọi người tiện liên lạc nha. Ba đọt luôn hả? Đây là cây sim đỏ. Đôi này là sim đỏ nè. Cây sim đỏ ba đọt luôn mọi người, rất là tuyệt luôn, gãy quá trời gãy mà. Hai chục cái gãy. Ba là gì? Tam tài mọi người. Đón tài lộc. Cây này Tết chân là tuyệt vời luôn mọi người. Cây này có giao lưu không? Có luôn. Rồi. Giá cả phải chắc là giao lưu mà. Cây này là anh Khải giao lưu luôn mọi người. Mọi người ưng ý thì liên hệ với anh Khải nha. Ba đọt tam tài, chân Tết là đón tài lộc vô nhà luôn nha. Đây có một cây sim hồng hai đọt rất là đẹp nữa mọi người. Gãy quá trời gãy luôn. Ăn lá rất là đẹp nè. Có trẻ được số lá nè mọi người. Ở đây có một cây dừa đột biến lá mọi người. Cái này là sim hồng nha, nhưng mà nó đột biến ra cái lá nó hơi ngã sang cái màu vàng, hơi trắng, rất là đẹp mọi người. Cây này rất là hiếm luôn đó mọi người. Nên xử lý biết nhiều lần quá mọi người. Cái này lên lá trẻ nó là im ha. Rồi mình quay lại một lần nữa những cái tác phẩm thành phẩm mà đẹp cho mọi người xem nữa mọi người. Đây là cái trái mini nè. Cái gáo rất là nhỏ luôn. Tiểu cảnh này để tiểu cảnh vào nó rất là đẹp. Ông thằng tài. Đây là lá trẻ. Sim đỏ mọi người. Đây cây lá trẻ này là cái gốc khủng luôn nha mọi người. Đây giữ được cái vỏ ở ngoài luôn. Đó. Cái này là có tuổi rất là lâu rồi mọi người, rất là đẹp luôn. Đây là cây sim đỏ nè. Cây này là chuẩn bị làm tiểu cảnh mọi người. Đó. Sim đỏ, gáo to, cái gáo rất là nhỏ luôn. Rễ của nó nè. Một dài đây. Tất cả những cây này là anh Khải giao lưu hết nha mọi người. À, mọi người thích cây nào thì cứ liên hệ cho anh Khải nha. Đây một cái tác phẩm chuẩn bị lên tiểu cảnh đó nè mọi người. Rất là đẹp luôn, nhiều lá, rễ nó rất là tuyệt luôn mọi người thấy không? Đó. Mình quay sơ lược cho mọi người thưởng thức những tác phẩm bonsai của anh Khải lần nữa mọi người. Thôi clip của mình xin tạm dừng ở đây nha. Muốn chia sẻ cho mọi người xem những tác phẩm bonsai đẹp
cho mọi người xem giải trí. Tạm biệt mọi người nha, hẹn gặp mọi người trong những clip về bonsai dừa lần sau nha.